Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365 Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi theo dõi video này Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới được cập nhật mỗi ngày Và bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có tin tức đáng chú ý sau đây Chính thức AFC công bố lịch vòng loại World Cup 2022 của tuyển Việt Nam thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo chính thức đá các trận còn lại ở vòng loại World Cup 2022 trong tháng 6. Chiều ngày 17 tháng 2, Liên đoàn bóng đá châu Á đã tổ chức cuộc họp online giữa các đại diện của bảng G vòng loại World Cup 2022. Đại diện của các nước tham dự đã đề xuất nguyện vọng của mình lên AFC cũng như thông báo tình hình dịch bệnh của quốc gia mình. Theo đó, AFC quyết định tất cả các trận đấu còn lại trong bảng G diễn ra vào tháng 6 năm 2021, cụ thể vào ngày 3 đến ngày 15 tháng 6 theo lịch của FIFA Days. Từ Việt Nam cùng với các đối thủ tại bảng G sẽ thi đấu tại một địa điểm tập trung. Tuy nhiên, AFC chưa thống nhất được địa điểm. Trái với những dự đoán trước đó, Việt Nam không xin đăng cai những trận thuộc bảng G mà là hai nước Thái Lan và UAE. Việc này phù hợp với những diễn biến trước đó, các đội trong bảng như Malaysia hay Indo đều ủng hộ phương án thi đấu tại UAE. Cả từ Việt Nam và Malaysia, Thái Lan, UAE lẫn Indo đều được ban tổ chức đảm bảo được nghỉ ngơi ít nhất 48 giờ giữa hai trận đấu của mình, mặc dù lịch thi đấu sẽ tương đối san sát nhau. AFC lựa chọn quốc gia chủ nhà phù hợp nhất để tổ chức các trận đấu theo hình thức tập trung của bảng G, dự kiến diễn ra ngày 3 đến ngày 4 tháng 6, lượt 7, ngày 7 đến ngày 8 tháng 6, lượt 9 theo lịch FIFA, ngày 11 đến 12 tháng 6, lượt 8, ngày 15 tháng 6, lượt 10. Như vậy theo lịch thi đấu nói trên, từ Việt Nam sẽ gặp Indo tại lượt 9 vào ngày 7 tháng 6, sau đó gặp Malaysia tại lượt 8 vào ngày 11 tháng 6 và kết thúc vòng loại bảng G bằng cuộc đọ sức với UAE tại lượt 10 ngày 15 tháng 6. Từ Việt Nam đang đứng đầu bảng G với 11 điểm, hơn đội xếp thứ 2 Malaysia 2 điểm. Huấn luyện viên Park đặt mục tiêu đi đến vòng loại cuối cùng cùng học trò. Chúng tôi phải chơi tốt 3 trận còn lại, mục tiêu là thắng ít nhất 2 trận. Việt Nam chưa từng vào đến vòng loại cuối cùng nên tôi muốn làm điều đó. Tôi đã nghe về việc thi đấu tập trung và dù nó có trở thành hiện thực thì cũng không có gì tệ với chúng tôi cả. Tin tiếp theo, lãnh đạo VFF chia sẻ về hai nhiệm vụ lớn của thầy trò huấn luyện viên Park. Những ngày đầu xuân năm mới, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã có những chia sẻ hết sức thấu đáo về kế hoạch của tuyển quốc gia trong năm nay. Từ Việt Nam sẽ có một năm 2021 bận rộn do dịch COVID-19 ảnh hưởng, khiến các giải đấu bị dồn sang năm nay. Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cho biết đây là thách thức với không chỉ bóng đá Việt Nam mà còn với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Có thể nói các giải trong năm 2021 thực sự là thách thức không chỉ với Việt Nam mà còn đối với các nước trong khu vực Đông Nam Á, vì ngoài vòng loại World Cup, vòng loại U23 châu Á, SEA Games thì còn có cả VFF, Suzuki Cup. Điều này đã được bộ phận chuyên môn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đặc biệt là huấn luyện viên trưởng đội tuyển có những chuẩn bị trong hoàn cảnh dịch COVID-19, nghiên cứu đề xuất những phương án phù hợp nhất để đảm bảo hoạt động bóng đá trong nước, đảm bảo giải bóng đá chuyên nghiệp, đồng thời tạo quỹ thời gian cho các đội tuyển tập trung. Dù lịch thi đấu rất dày nhưng VFF cùng huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo và đặt mục tiêu chung đưa tuyển Việt Nam giành thành tích cao nhất có thể. Cụ thể đó là việc bảo vệ ngôi vương AF Cup và đi đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo kế hoạch của năm 2021, tuyển Việt Nam sẽ đá 3 trận còn lại tại vòng loại thứ hai World Cup 2022. Theo yêu cầu từ phía FIFA và AFC trong vòng loại thứ hai kết thúc trước ngày 15 tháng 6, tiếp đó tuyển Việt Nam sẽ dự AF Suzuki Cup vào cuối năm. Đây cũng là hai nhiệm vụ lớn nhất của chúng ta trong năm nay. Với phương án này, VFF cũng đã lên kế hoạch. Ông Trần Quốc Tuấn chia sẻ. Trong trường hợp các trận đấu rời sang tháng 6 thì phương án thi đấu theo hình thức tập trung vẫn sẽ là khả thi nhất. Khi đó đội tuyển cần có quỹ thời gian dài hơn vì phải tuân thủ quy định phòng chống COVID-19 đối với các đội đến sân trung lập. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn cập nhật bám sát diễn biến để có những điều chỉnh cho phù hợp. Nếu như chúng ta không tham dự vòng loại World Cup vào tháng 3 thì sẽ dành quỹ thời gian cho lịch thi đấu V-League và sẽ mở rộng quỹ thời gian cho đội tuyển trong tháng 6 để có sự chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu còn lại tại vòng loại World Cup. Cựu giám đốc kỹ thuật Thanh Hòa chỉ ra 3 vấn đề kìm hãm bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Vũ Quang Bảo cho rằng những việc huấn luyện viên bị can thiệp chuyên môn là một trong những vấn đề của V-League nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Huấn luyện viên sinh năm 1955 đã trải qua công tác huấn luyện ở rất nhiều đội bóng nên đủ hiểu và nhìn thấu những vấn đề của bóng đá nước nhà. Trong chia sẻ mới đây với báo Nghệ An, huấn luyện viên Vũ Quang Bảo cho biết, sau nhiều năm dẫn dắt bộ các đội bóng Việt Nam, tôi đúc rút được cả ba yếu tố mà huấn luyện viên thường gặp phải, nếu tránh được thì có kết quả tốt, còn không về lâu dài để lại hậu quả. Ba vấn đề mà huấn luyện viên Vũ Quang Bảo chỉ ra cũng là những điều mà dư luận xưa nay nhắc tới nhiều, nhưng vẫn còn tồn tại và là nỗi nhức nhối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Một là việc huấn luyện viên trưởng bị can thiệp chuyên môn, ông chủ tác động vào. Hai là vấn đề cầu thủ được làm việc trực tiếp với ông chủ không thông qua ba huấn luyện. Thứ ba là chất lượng cầu thủ, hai yếu tố đầu tiên cực kỳ quan trọng, phần lớn đều mắc phải. Huấn luyện viên Vũ Quang Bảo hiện chưa trở lại công tác huấn luyện do bận việc gia đình. Tôi chưa gặp phải hai trường hợp đầu tiên, nhưng nhiều huấn luyện viên ở V-League tâm sự với tôi khi quyết định cất một cầu thủ trên ghế dự bị hay thay một cầu thủ ra, ngay lập tức bị ông chủ tác động nhắc nhở. Từ đó rất khó để huấn luyện viên có những tính toán nhằm phục vụ ý đồ chiến thuật cũng như phát huy được năng lực của đội bóng. Huấn luyện viên Vũ Quang Bảo cũng cho biết mình khá may mắn khi chưa gặp phải hai vấn đề đầu tiên, vì vậy mà những đội bóng ông từng làm việc có thể dù không mạnh nhưng vẫn mang về thành tích tốt. Tin tức tiếp theo, Cao Văn Triền, khoác áo đội tuyển Việt Nam là vinh dự lớn nhất đời tôi. Nhân dịp năm mới, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với máy quét siêu hạng của tuyển Việt Nam, tiền vệ Cao Văn Triền, đội trưởng câu lạc bộ Sài Gòn. Xin chào Cao Văn Triền, anh có thể chia sẻ với chúng tôi về điều anh cảm thấy tự hào nhất trong năm vừa qua không? Tôi nghĩ năm 2020 vừa rồi là một trong những năm thành công nhất trong sự nghiệp thi đấu của mình từ trước tới nay. Tôi đã có phong độ tốt nên được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi lên tuyển quốc gia. Được khoác áo tuyển Việt Nam là vinh dự lớn nhất đời tôi. Về câu lạc bộ, tôi cùng đồng đội tại Sài Gòn đứng top 3 V-League và cá nhân tôi lọt vào đội hình tiêu biểu của mùa giải. Đã là cầu thủ chuyên nghiệp, tôi ý thức được rằng bản thân luôn phải đặt ra mục tiêu, phải nỗ lực hơn nữa để vượt qua những thành tích trước đó. Tôi biết thời gian được chơi bóng đỉnh cao không còn nhiều nữa. Tuổi đời cầu thủ trôi qua rất nhanh. Đến một lúc nào đó khi giải nghệ và nhìn lại những gì mình thể hiện trên sân cỏ, tôi sẽ không phải hối tiếc bất cứ thứ gì. Kế hoạch đón Tết của anh cùng người thân có lẽ đã bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Giống như mọi năm, gia đình tôi chuẩn bị xong xuôi cho năm mới và ngày 29 Tết. Tôi cùng mẹ ra chợ mua hoa, sắm đồ, dọn dẹp nhà cửa. Tết này cũng bận. Nhiều lúc tôi nghĩ trường nào hết Tết thì mới hết bận trước đó khi trở về nghỉ tết tôi khá bận rộn khi tham gia chương trình phát quà tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn hay gặp gỡ người thân tranh thủ lúc rảnh tôi trở lại tuổi thơ khi ra sân xem lũ trẻ con chơi đùa với trái bóng do tình hình dịch bệnh tôi cùng gia đình không đi chơi xa chúng tôi lên kế hoạch đi lễ chùa cầu bình an rồi chúc tết ông bà sau đó mới đến bà con lối xóm đây cũng là nét truyền thống được duy trì nhiều năm tại quê hương tôi Năm 2021, từ Việt Nam hội quân cho vòng loại World Cup hay AF Cup, còn Sài Gòn tham dự sân chơi AFC Cup. Cá nhân truyền đã đề ra mục tiêu cho bản thân như thế nào? Nếu duy trì phong độ tốt, biết đâu tôi lại may mắn được vinh dự khoác áo từ Việt Nam thêm một lần nữa. Trên đội tuyển sự cạnh tranh cao hơn ở câu lạc bộ rất nhiều, tôi không coi đó là áp lực, mà lấy đó làm động lực để cố gắng. Về phía câu lạc bộ, tôi muốn dùng toàn bộ tâm huyết để giúp Sài Gòn bay cao hơn trên bảng xếp hạng V-League và tiến sâu hơn tại AFC Cup. Cả đội luôn đặt quyết tâm cao nhất mỗi khi ra sân thi đấu. Cuối cùng, tôi xin chúc người hâm mộ bóng đá Việt Nam năm mới thực sự nhiều sức khỏe hạnh phúc. Cầu mong dịch bệnh nhanh chóng qua đi để bóng đá sớm trở lại với khán giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.